Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô Cố Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016. Đó là chiếc Mitsubishi Outrage nhập khẩu Thái Lan năm 2016. Động cơ 1.2 Eco. Đi rất tiết kiệm nhiên liệu, chiếc xe này nó đi chỉ khoảng độ tầm 5 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Động cơ 1.2, máy Eco, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan năm 2016. Hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cố Hải Dương với giá là 365 triệu đồng. 365 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Outrage nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, số tự động, động cơ 1.2 Eco, tiêu thụ nhiên liệu 5 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị khá nhiều tính năng như chìa khóa thông minh, rồi là xi nhan trên gương, đèn gầm, rồi cái kiểu dáng cũng rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ, kiểu dáng rất đẹp luôn. Chiếc xe này sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan năm 2016 và được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Số tự động, động cơ 1.2, xe màu trắng. Đây là nội thất của chiếc xe. Mình sẽ chiếc biển số này là xe này đã hồ sơ cầm tay, biển số này không phải biển số của nó nhé quý vị nhé. Đây không phải là biển số của nó mà nó là biển số của nó là đã hồ xe, chiếc xe này hồ sơ cầm tay chỉ vào tên trong một nốt nhạc thôi. Hồ sơ cầm tay rồi, còn biển số này là mình gắn tạm thôi, không phải là biển số của nó quý vị nhé. Mitsubishi Outrage nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016 và hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Động cơ 1.2 máy Eco, tiêu thụ rất ít nhiên liệu, chỉ 5 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Bây giờ mình sẽ nói rõ về cấu tạo chi tiết, xi nhan trên gương, rồi là chìa khóa thông minh, gương kính chỉnh điện, cụp điện, đề start stop. Đề start stop này là đề start stop theo xe cơ nhé, đề ấn nổ theo xe nhé. Túi khí, số tự động, màn hình camera lùi. Chiếc xe này động cơ có 1.2 máy Eco thôi, cho nên là đi rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ 5 lít xăng thôi cho 100 km đường hỗn hợp. Đây là nội thất của chiếc xe, táp lô đây và táp ly đây. Xe keo chỉ zin không lỗi gì quý vị nhé, xe keo chỉ zin không lỗi gì, quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ đây. Chiếc xe này thì quý vị đi gia đình cũng được mà đi làm dịch vụ cũng được. Đây camera lùi đây, bấm vào nút này thì cái cốp nó sẽ mở. Nếu như mình đeo chìa khóa trên người, cầm chìa khóa trên người thì cốp nó sẽ mở. Thì đây keo chỉ zin hết, không lỗi nhỏ. Xe được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, động cơ 1.2 máy Eco, đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Xe zin từng con ốc quý vị nhé, ốc toàn bộ ốc là còn nguyên zin hết. Bây giờ mình sẽ đi vào đến chi tiết khoang máy của chiếc xe này, khoang động cơ của chiếc xe này xem là nó như thế nào. Mình khám phá khoang động cơ, toàn bộ ốc áp là zin hết, quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Xe zin từng con ốc. Về khoang máy của chiếc xe này, khoang động cơ của chiếc xe này thì quý vị nhìn đây này, xe không một lỗi gì luôn. Cabo zin chưa mở, toàn bộ ốc chưa mở, nguyên ốc 7 màu ạ, ốc 7 màu còn nguyên zin đây ạ. Máy móc cực kỳ khô ráo, sạch sẽ, máy zin từng con ốc quý vị nhé. Xe zin từng con ốc ạ. Và chiếc xe này đây ạ, động cơ 1.2 tiêu thụ cực kỳ ít nhiên liệu, quý vị có thể nhìn thấy máy móc zin hết, zin từng con ốc luôn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng thôi. 365 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi Outrage
nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, số tự động, động cơ 1.2, máy eco và được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chạy thử chiếc xe này. À, mình sẽ mở cái khoang cốp để xem là cái khoang cốp nó ra làm sao. Đây ạ, khoang cốp rất là sạch sẽ. Quý vị có thể nhìn thấy đây, và mình sẽ quay chi tiết cái khoang cốp. Đây là cái tấm lót. Quý vị có thể nhìn thấy khoang cốp còn nguyên, sáng choang luôn. Lốp dự phòng, lốp sơ cua chưa hạ nhá quý vị nhá. Lốp sơ cua còn mới nguyên, chưa hạ. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Bây giờ quý vị hãy cùng Dũng Audi ô tô của Hải Dương trải nghiệm chiếc xe này. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, 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 đúng rồi anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi bạn ơi. Rồi rồi, ok bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này. Cho bé điều hòa xuống để tránh cái tiếng của điều hòa nó ảnh hưởng đến cái đây ạ. Ở đây ấn nổ startup, máy nổ rất là êm. Mình sẽ vào số, số vào rất nhẹ. Động cơ 1.2 nhưng đi lại rất là bốc như bạn nhé, bởi vì 1.2 nhưng máy eco. Đây quý vị có thể nhìn đấy, đây quý vị có thể nhìn đấy, đây ạ, động cơ eco. Động cơ eco đây, nó hiện lên cái đèn eco đây. Thì khi mà chuyển động thì nó mới, khi nào mà đủ tốc độ để đạt đấy thì nó hiện lên đèn eco. Tức là khi máy đạt hiệu suất, khi máy đạt hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu thì nó sẽ hiện lên chữ eco. Và chiếc xe này tiêu thụ khoảng độ 5 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Nếu như quý vị bật điều hòa nữa khoảng độ tầm 5 lít rưỡi thôi. Máy nó có 1.2. Quý vị lái rất là nhẹ quý vị nhé, trợ lực lái nhẹ. Máy 1.2 nhưng mà rất là bốc. Xe sedan 2 đầu, máy bốc. Chiếc xe này thì mình đánh giá là đi sướng hơn i10 đấy. Chiếc xe này mình đánh giá là nó đi tốt hơn i10. Và quý vị có thể mua về sử dụng gia đình cũng được, và làm dịch vụ cũng được, bởi vì máy nó không quá to và không quá nhỏ. Thì làm dịch vụ cũng ok, không tốn xăng lắm. Và chiếc xe này thì nó là nhập khẩu nguyên chiếc, và nó cũng đã được thị trường đánh giá là một chiếc xe mà làm dịch vụ được, đi ổn định, không hỏng hóc, không hỏng vặt. Và đồ đạc cũng dễ, rất là dễ thay. Thế quan trọng là nó không hỏng vặt, tiêu thụ nhiên liệu ít quý vị nhé. Và chiếc xe này Dũng Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Theo cái cảm nhận của mình chạy một đoạn rồi thì mình thấy là rất là ok. Lái nhẹ, gầm bệ chắc chắn, máy bốc êm, số chuyển đều. Các bạn hãy xem xe và test xe, kiểm tra xe trực tiếp tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương, hotline 0855 966 966. Mọi cái thắc mắc cũng như là nhu cầu đấy, quý vị, mình đi vào cái đường rất xấu, rất xấu để xem là cái độ ồn như thế nào, nhưng mà nó chỉ có tiếng lốp thôi. Và xe đi được, chiếc xe này thì độ ồn thì tốt hơn i10, cái đường rất xấu quý vị nhé, đấy, chỉ có tiếng lốp thôi, và độ ồn thì còn mình đánh giá là tốt hơn cả i10. Chiếc xe này Dũng Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán với giá là 365 triệu. Quý vị hãy vui lòng bấm phím đỏ, nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần Dũng Audi ô tô của Hải Dương quay chi tiết mỗi cái xe nhà vừa về, cũng như là live stream báo giá trực tiếp tại Dũng Audi ô tô của Hải Dương. Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin hân hạnh giải đáp mọi thắc mắc cũng như là tư vấn trực tiếp cho quý vị tại số hotline 0855 966 966. Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng cảm ơn những quý khách hàng đã đăng ký kênh, thường xuyên theo dõi và có những cái phản hồi rất là tích cực đối với Dũng Audi ô tô của Hải Dương.
Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng tri ân toàn thể quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng hãy ủng hộ Dung Audi bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông ạ để nhận được thông báo. Quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo ạ. Xin chào quý vị.